Trước mắt quý vị và các bạn, anh Nguyên đang test và giới thiệu về một chiếc loa kéo di động sấy bass 40 dép kèn. Dòng loa đến từ thương hiệu là Lê Quy. Một dòng loa nhập khẩu nguyên khối được sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Thì với dòng loa này, anh em có thể đi chơi du lịch, picnic, rồi hát ở trên xe ô tô này, rồi ngoài sân vận động, hoặc là những không gian ở ngoài trời. Anh em muốn gọi là đam mê âm thanh, hát giao lưu cho người khác nghe, cũng như là mình muốn thể hiện thì cảm xúc tốt nhất. Thì cái dòng loa này là tích hợp cho bác luôn cả bình ống quy bên trong để mình chơi, tức là bình ống quy trong để mình chơi, tức là cần lạp điện thôi thì có thể hát được vài tiếng liên tục luôn. Đấy, rất tiện lợi. Và khi mà bác hát trong nhà thì có thể cắm điện trực tiếp. Thì dòng này nó tích hợp cho bác hai tay mic, là hai tay micro, tức là loa nó có sẵn micro rồi. Tiếng mic của này rất là hay nhé, trong chuẩn. Đây, Đức Thành đang kết nối với loài rất là giản thôi. Nó có đường AUX có thể anh em kết nối điện thoại bằng dây phone, máy tính, còn là Bluetooth, đặc biệt là Bluetooth nhé. Bởi vì Bluetooth nó tiện dụng, nó không dây nó không rối, hoặc là có thể mình di chuyển thì mình hát được. Và Bluetooth này rất là mạnh, sóng tốt luôn nhé, không bị ngắt, sóng rất tốt luôn, không ngắt, tiếng mic rất trong luôn. Đấy, thùng gỗ và sơn sần. Có mấy xe này mấy ạ, có em nhập về mới tinh này. Em khui luôn anh đi. Đấy, giờ em sẽ khui tiếp nhá. Khui tiếp. Trấn Thành đang hát và cô bé này sẽ mở loa trực tiếp. Thì cái dòng này là nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc. Bác cứ chơi, em vừa review em vừa giới thiệu. Đấy, thì dòng loa này rất phù hợp anh em đi du lịch, đúng không? Anh em để bên ô tô, con này bass đánh rất sâu anh em nhé, có thể chơi remix được, đấy, rồi hát ra lọc brezo, đặc biệt cái lò kéo thì trung âm nó rất là rộng và đi xa, rất là, và nó cơ động, bây giờ nó cơ động, có bánh xe để kéo, như vậy là khi mà mình đun đẩy rất là ok, đấy. À, nguyên khối này, đây để xuống, để làm xuống đây. Em úp xuống hẳn xuống, lật ngược thùng lên. Đấy, con này nó là Lê Quy luôn nhé. Cái lối là bên thẻ nhớ USB và tút. Nếu bác nào mà chuyên gia về hát đấy, thì bác chỉ mà những cái dòng beat riêng của mình ấy, đấy bác này, thì bác có thể tìm cái bản nhạc beat và hát. Đấy, đây là dây nguồn, đây là hai tay mic, hàng bảo hành với nhá. Chính hãng bảo hành, phiếu bảo hành này, 15 xốp rất đầy đủ luôn. Micro bên này đánh giá là cái bóng rất hay, bóng đây tiếng rất hay luôn này. Bác mua về chơi xuân chơi Tết thì đúng không, quá ok, quá ok luôn. Đầu tư cái dòng này nó hợp lý anh em nhé. Em đánh giá con này là một trong cái dòng loa kéo nó cho chất âm tốt lắm, chứ là hay. Mái trên trèo không người sửa sang, thu vườn tiêu hoa vàng. Hai tay bên này bên, đây là ngọn bên coi nhá. Và cái dòng này nó hay, cái nó hỗ trợ anh em lô cắm này, tay bên này rất đẹp. Thùng gỗ chắc chắn luôn nhá. Tay mic của nó mua một thì được nhiều, hay như gì bây giờ không nhá. Và cái công dụng nó đây, em chỉ cho bác này, rất là dễ chỉnh thôi. Cái này nó có hai phần, một phần chỉnh mic, hai là phần chỉnh nhạc. Chỉnh nhạc đây là nút to nhỏ nhạc này. Đấy, này nó là nút bass, nút này là nút chỉnh chung của nhạc thôi nhá. Đây là tép này, và lúc này chúng ta không dùng đến được quá này. Đấy, phần nhạc nó to nhỏ này, bass này, mic này, jack này. Và phần mic thì nó có phần to nhỏ, phần lượng mic này này, chỉnh bass mic này, đấy, chỉnh tép mic, echo, echo này rất là dẻo quá nhá. Daily này, đấy. Và phần mic nó có một nốt này, 2, 3. Thế cái này là mic khô nhá, còn là hiệu ứng bên đây, đó là mic delay này,
qua phần chỉnh nó rất dễ thôi. Còn điện áp thì bác cắm vào đây. Còn đây là lối bình ống quy 12V thôi nhá. Nếu như cho đi mà hát dài mà muốn không có điện thì có thể bác mang một bình quy đấu đúng không Dương em ấy. Đây, Dương này. Còn nạp thì thêm luôn nhá. Bảo hành 12 tháng. Mã là KS15. KS15. Lỗ mic sau này có thể bác chơi mic có dây không dây được nhá. Đấy, con này bác muốn chung chơi guitar, anh em nào muốn kiểu anh guitar bass ấy, anh kiểu được tỉa tỉa thêm ấy thì bác cứ cắm ở đây và chỉnh đây chức năng guitar bass nhá, guitar. Đấy, rất tuyệt vời đúng không, anh em muốn đệm thêm anh đi dây cắm ở đây. Đấy, lỗ mic này mới này hỗ trợ bên ngoài và có chức năng chống hú feedback nhá. Được rồi chưa? Cổng vào đây. Bác có thể lỗ cổng ra, bác có thể like cho một cái thiết bị khác như âm ly hay là đẩy. Ok chưa? Rất tuyệt vời đúng không? Rất tuyệt vời luôn. Toàn bộ xử lý micro nhạc ở dưới đây. Anh em này cho ra thiết bị đẩy. Rất tuyệt vời. Đấy. Cái này là các cô giảng dạy ở trường học cũng được. Rồi hát trên xe là ok luôn nhá. Chế độ trên xe nó ok luôn. Cái mạch micro này em nghĩ là rất hay luôn. Em là một trong người làm học số nhưng mà cũng lẻ về cái mạch micro của này. Nhạc hay sâu. Đấy. Hình thức đẹp này. Căng màu xám. Logo đây, mã check này. Đấy. Có đẹp luôn. Lê Quy. Hôm nay session audio. Thống cố chắc luôn nhá. Có chân luôn. Đấy. Thì giá hợp lý thôi, không cao nhá, giá hợp lý thôi. Để anh em mà đi chơi du lịch picnic mà chơi những dòng này em nghĩ là nó hợp lý quá đúng không? Nhạc bánh phi mic rất là hay luôn. Đây, Trần Thành đang kết nối với điện thoại hát. Thì em mình ok chưa? Tuyệt vời, nói chung là một dòng tuyệt vời. Có chọn anh em hai tay mic tích hợp cả Bluetooth cổng. Bluetooth rồi là AUX rồi là USB thẻ nhớ, anh em mà chuyên về hát về với nhạc beat của mình làm ra thì cắm vào. Rất ok. Đấy, anh em nào nhu cầu thì alo cho em nhé. Mua về chơi Tết thì xuân tuyệt vời. Đi du lịch hát ô tô, hát trong nhà phòng ngủ. Các bạn các bác có nhu cầu âm thanh thì hoặc là các chị các em ở chợ muốn giao lưu với nhau thì có ok luôn. Đấy. Rất đẹp nhá. Quá đẹp luôn.